đây là hình ảnh em ấy trên mạng. Và hôm nay được gặp em ấy ngoài đời. Ngoài đời em ấy khác xa quá mọi người ạ. Xin chào, lại là tôi Điện Bích Tốt đây. Sở dĩ em ý khác xa trên mạng vì em ấy ngoài đời bị đối xử kiểu việc đun nước liên tục khiến mâm nhiệt của ấm siêu tốc nóng hơn bình thường, từ đó dẫn đến quá tải, có thể gây chập cháy. Hãy để ấm có một khoảng thời gian nghỉ giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt. Hãy nhớ ấm siêu tốc được sinh ra để đun nước chứ không phải luộc trứng, nấu canh, luộc rau. Em ý không phải là Master Chef đâu nhé. Nên nếu biến ẻm thành nồi đa năng sẽ khiến thành và đáy ấm nóng cặn. Ngoài ra, lượng muối trong đồ ăn bám vào cũng khiến ấm nhanh hỏng. Việc đun nước trong phòng có điều hòa hoặc chiếc luồng gió của quạt sẽ làm hao nhiệt, kéo dài thời gian đun. Điều hòa cũng phải hoạt động nhiều hơn để hạ nhiệt của căn phòng. Đừng trách hóa đơn tiền điện tăng nha. Ấm siêu tốc được thiết kế rôn tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Vì thế, nếu quên đóng nắp khi đun, nước sôi ấm sẽ không tự động ngắt điện, gây nguy cơ cháy nổ, hỏng ấm cực cao. Đun quá ít khiến ấm nhanh cạn, dễ hỏng. Nhiều quá thì nước khi sôi sẽ bắn ra ngoài, gây bỏng, chập cháy. Trên mỗi ấm đều có các vạch chỉ rõ lượng nước tối đa, max và lượng nước tối thiểu, min. Anh em quan sát và làm theo nhé. Hành động này làm giảm tuổi thọ của thiết bị vì sau khi ngắt điện, mâm nhiệt vẫn duy trì mức nhiệt độ cao một thời gian rồi mới nguội dần. Tốt nhất là bạn để lại một ít nước trong ấm, chỉ chút hết khi ấm nguội hẳn. Ấm lâu ngày không được vệ sinh sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hại, có cơ hội để sinh sôi nhiều hơn, căn ấm đóng dày hơn, rất có hại cho sức khỏe người dùng. Để đảm bảo an toàn, bạn nên vệ sinh ấm một tuần một lần. Cụ bền tại người đúng không anh em? Điện Biết Tốt Tôi sẽ bóc phốt một số thói quen gây tốn điện và nhanh hỏng thiết bị điện trong các clip sau. 500 anh em nhớ like và subscribe để theo dõi nhé.